các bạn đến với kênh YouTube Vua Dừa Miền Tây. Bữa nay Vua Dừa mình đi leo dừa ở xã Mỹ Đức Tây nha bạn. Xung quanh đây là vườn mận An Phước không nè bạn, thấy không? Vua Dừa mình đi vô ngoài vườn thấy không? Xung quanh là mận không nè các bạn. Quá trời mận luôn. Xung quanh là mận không nha bạn. Dừa mé bên kia kìa. Bữa nay có trời nắng trong xanh rất là đẹp nè. Giờ Vua Dừa mình đi quay cảnh vườn mận cho các bạn xem nè. Hai mận không có trái nha các bạn. Bên kia cũng là mận không nữa kìa. Quá trời cây cối luôn. Giờ Vua Dừa mình đi sau cầm máy nha các bạn. Nó rung lắc các bạn thông cảm nha. Dừa nó kìa. Bạn có thấy video này hay thì cho Vua Dừa mình xin một lời đăng ký, một like, comment và chia sẻ video giúp Vua Dừa mình nha. Hay đời mặn không à. Thấy không? Bên kia là dừa không kìa bạn, thấy không? Chào các bạn ơi, camera. Bữa nay có camera theo hành trình cùng Vua Dừa mình đấy, ghi lại những hóa khác Vua Dừa mình leo trèo nha bạn. Phía đó có cây xài nữa kìa. Vua Dừa mình quay một vòng. Dừa này là toàn dừa khô nha bạn. Dừa này là mình lên tuôn hết những cái tàu dừa khô đó đó, ngoài những cái trái dừa khô xuống luôn nha bạn. Đây này là bẻ dừa khô. Dừa này cũng rất là cao luôn nè bạn ha. Bữa nay Vua Dừa leo cái dừa này nha các bạn. Nó leo bẻ hết dừa khô nha các bạn. Dừa khô không à. Đây là dừa khô. Hôm nay các bạn chào bà con mình luôn, chúc bà con mình buổi trưa vui vẻ nha, bà con mình luôn. Bây giờ mình leo cái dừa nha. Quá trời dừa khô luôn. Dừa. Bên này có của chị không? Thank you.
coi ông đụng chưa. Cắt dừa khô không à? Dừa nạo nhiều hơn dừa khô. Rồi cắt đi. Lột ra thử đi biết cái gì.
Giờ này cực quá bạn ơi. Giờ quá giờ. Giờ. Các bạn giờ này, thì các bạn cũng biết là cái vườn này là dơ lắm nha bạn. Mình tuôn nó con chắc ổng hết trơn rồi đó. Mà video quay khá dài rồi cho vô vườn khác video tại đây xin chào hai lời.